Đó, đây là cái dĩa khoai mì nè các bạn. Món ăn vặt này hôm nay mình giới thiệu với các bạn. Tên của món này đó chính là món khoai mì nước cốt dừa, hay là nhiều nơi thì họ còn gọi là khoai mì hầm với nước cốt dừa. Và cái khoai mì nước cốt dừa này á, ngon thì các bạn để cho nó nguội nguội một xíu, hoặc là mình ăn nóng cũng được, ăn nóng thì nó rất là thơm ha. Tại vì trong đây là mình có nước cốt dừa rồi mình nấu với lại cái lá dứa nữa, tuyệt vời luôn. Đây ha, để mình lấy cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không, có mỡ hành trong này nè, khoai mì rồi nước cốt dừa nữa, thơm phức à. Có khoai mì á, ăn nó bùi bùi, thêm cái phần nước cốt dừa nữa, béo thơm, mặn mặn ngọt ngọt, ngon cực kỳ luôn các bạn. Thì ok ha, nếu như mà các bạn thích cái món khoai mì hầm nước cốt dừa này á, thì hãy vào bếp và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm sao cho nó ngon nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn vặt cực kỳ ngon luôn. Đó từ cái củ khoai mì. Cái củ này ở một số vùng miền họ còn gọi là củ sắn ha các bạn ha. Và cái món ăn vặt ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó chính là món khoai mì nước cốt dừa. Nguyên liệu của cái món khoai mì nước cốt dừa ở đây mình dùng khoảng 1 ký khoai mì ha các bạn ha. Cái khoai mì này ở một số vùng miền họ còn gọi là cái củ sắn, củ sắn ha các bạn. Rồi dừa ở đây thì mình dùng là dừa nạo nè, khoảng 200g đến 300g dừa nạo. Chút nữa mình sẽ bắt nước cốt. Nước dừa tươi thì các bạn dùng khoảng một trái là được. Thì ở đây là mình mua sẵn rồi. Lá dứa ha, một bó lá dứa. Chút nữa mình luộc cái nước dừa các bạn cho nó thơm. Và một ít hành lá, cũng như là mỡ, mỡ heo, hoặc là các bạn không dùng mỡ thì các bạn dùng dầu ăn cũng được. Cái phần mỡ này một chút nữa mình sẽ làm cái dầu hành ha, mình rưới lên trên cái khoai mì, ăn nó mặn mặn, béo béo và nó thơm, ngon. Ok, vậy thì bây giờ đầu tiên là mình phải đi gọt vỏ cái củ khoai mì này trước và ngâm nó trong cái thau nước muối ha các bạn ha. Và bây giờ để gọt cái khoai mì thì các bạn cho vào trong cái thau này ha, một ít muối. Ít muối để mình ngâm cái củ mì, củ khoai mì nha các bạn. Về cái khoai mì thì các bạn có thể cắt ra thành những cái khúc khoảng nửa gang tay ha, để mình gọt vỏ cho nó dễ. Gọt vỏ khoai mì thì mình chỉ cần sắn một cái đường như thế này rồi mình tách nó ra. Ha, cái gọt vỏ khoai mì thì nó không có giống như là mình gọt vỏ kiểu như trái cây hay gì đó. Các bạn chỉ cần sắn xuống một cái đường là mình lột nó ra như thế này, rất là dễ, đúng không? Rồi ha, trong thời gian mà mình ngâm cái khoai mì này đó, thì khoai mì mình ngâm nó khoảng 10 phút 15 phút gì đó ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi bắt cái nước cốt dừa. Dừa thì mình sẽ bắt làm hai lần, một lần mình sẽ bắt mình lấy cái nước gọi là nước cốt ha. Một lần mình bắt thì mình sẽ coi như đó là cái nước dảo. Để bắt nước cốt dừa thì mình sẽ dùng nước ấm ha các bạn ha. Mình cho vào đây là khoảng 350ml nước ấm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái phần nước trong cái phần cơm dừa này. Các bạn bắt mạnh tay ha. Sau khi mà các bạn bắt cái phần nước cốt xong thì mình sẽ tiếp tục mình đổ thêm khoảng 300ml nước ấm vào đây nữa để mình bắt cái nước dảo. Cái nước dảo đó chút mình sẽ dùng để luộc cái khoai mì này luôn ha các bạn ha. Rồi bây giờ để luộc cái khoai mì này thì các bạn cho cái bó lá dứa vào trong nồi ha. Chờ vào. Rồi các bạn cho đây một chút xíu muối, khoảng 1/4 thìa cà phê muối ha. Rồi mình sẽ cho khoai mì vào. Làm cái món này mà các bạn có nhiều cái lá dứa thì các bạn cho nhiều ha. Nhiều lá dứa, càng nhiều lá dứa thì nó càng thơm. Rồi mình cho cái bịch, cho cái nước dừa vào đây. Thì cái liều lượng là mình dùng đó là một trái ha các bạn ha. Ví dụ như các bạn mua dừa sim á, mình dùng cái nước dừa sim mình luộc cái, mình nấu cái khoai mì thì ăn nó sẽ ngon hơn. Cho nước dừa vào. Còn giả sử như mà các bạn không có cái dừa sim để mình nấu cái khoai mì thì mình dùng nước lạnh. Nếu mà các bạn nấu nước lạnh thì các bạn phải cho thêm một chút xíu đường để cho ăn cái củ khoai mì mình nó có cái vị đậm đà ha, có muối có đường trong đó. Rồi mình sẽ cho vào đây là cái phần nước cốt dừa dảo. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp mà mình nấu với lửa vừa ha các bạn ha. Các bạn nấu đến khi nào mà cái
cái khoai mì này nè, nó trong cái lớp bên ngoài nhưng mà nó chưa chín hẳn đâu, thì lúc đó mình cho thêm cái phần nước cốt dừa ban đầu, nước cốt dừa đặc á, cho vào để mình nấu thêm. Thì khi đó thì cái phần khoai mì này nó sẽ rút cái phần nước cốt dừa nó vào, ăn nó béo béo rất là ngon. Ok ha, bây giờ mình sẽ bật lên bếp mà nấu. Rồi đó ha, khi mà các bạn thấy cái phần khoai mì của mình nó gần chín rồi và nó cạn cạn cái nước rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa nè, nước cốt dừa đặc á, cho vào. Bây giờ thì mình cũng nấu với lửa nhỏ luôn, mình nấu cho cái phần nước cốt dừa này nó hơi cạn cạn đi một xíu, mình vẫn để lửa nhỏ nha các bạn, nấu cho cái phần nước cốt dừa này nó cạn cạn đi một xíu thì mình có thể là tắt bếp và dọn ra được rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sắc hành lá và chuẩn bị là mình làm cái mỡ hành để ăn kèm với lại cái khoai mì này. Các bạn cắt nhuyễn ha. Rồi bây giờ để làm cái mỡ hành này á, thì mình dùng mỡ nữa các bạn. Mỡ thì nó sẽ thơm hơn là dùng dầu ăn, mà nó cũng ngon hơn nữa. Cái này là mình mua ở chợ, mình mua mỡ về mình tự thắng ra. Thì mình sẽ chờ cho cái mỡ này nó nóng lên, mỡ nóng lên rồi mình tắt lửa, mình cho cái hành lá vào. Mình không cần phải chiên cái hành lá, mình không cần phải xào cái hành lá nó quá lâu ha các bạn ha. Rồi cái mỡ sau khi mà các bạn đã làm cho nó nóng xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá vào. Các bạn sẽ cho vào đây thêm là một thìa cà phê muối ha. Thì một chút nữa mình chan cái mỡ hành này lên khoai mì, mình sẽ ăn nó mặn mặn ha. Trong cái nước dừa nấu khoai mì thì ăn cái củ khoai mì nó ngọt ngọt vui vui, kèm thêm cái nước cốt dừa nó béo béo nữa. Món này ăn vặt thôi nhưng mà thực ra rất là ngon luôn các bạn. Nè các bạn thấy không, cái mỡ hành của mình nè, khi mà các bạn cho hành lá vào trong cái lúc này thì nó vẫn giữ được cái màu xanh nè, nó không có bị đen. Còn nếu mà hành lá mà các bạn nấu nó lâu quá thì chút nữa mà nó đen á, nhìn nó không có hấp dẫn. Rồi ok, bây giờ còn có thể là mình gấp khoai mì ra dĩa và mình chan cái mỡ hành này lên được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp khoai mì ra dĩa ha, và có thể là thưởng thức được rồi. Ngon thơm phức luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, khoai mì nhìn rất là hấp dẫn. Rồi có thể là mình rưới lên đây một ít cái phần nước cốt dừa nữa nè. Rồi chan lên đây cái mỡ hành nè các bạn ha. Gấp thêm một ít cái phần dừa nạo á, dừa nạo thì nãy mình mua mình chừa ra một chút để mình trang trí thôi ha. Đó, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đó, đây là cái dĩa khoai mì nước cốt dừa mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn nè.